Chào cả nhà, chương trình cà phê buổi sáng nói chuyện về thị trường chứng khoán. Thì hôm qua là một cái phiên thị trường phục hồi khá tốt. Thì tuy nhiên là cái dòng tiền của nó không có cao, không thấp. Chúng ta thấy cái phiên hôm trước dòng tiền nó cũng thấp. Sau đó nó phục hồi lại và cuối phiên nó cũng được kéo dòng tiền lên cái mức cũng được. Thì phiên hôm qua dòng tiền nó trở lại, nó thấp trở lại. Thì ở đây nó thể hiện nhà đầu tư cũng không có mua giá cao lên và ở cái vùng giá cao bán khá là mạnh. Thì đặc biệt ở những cái giai đoạn cuối giờ chúng ta thấy cái lực mua đổ vào rồi kéo thị trường lên, nhưng mà nhà đầu tư có vẻ giờ ông khôn lắm muốn bán rồi đợi cái đợt kéo lên rồi bán, cái kiểu như thế. Riết rồi nhà đầu tư giờ ông khôn lắm, canh mua giá thấp rồi đợi người ta kéo bán giá cao. Kiểu này ai đó muốn kéo thị trường hơi khó, canh lúc đó lúc bán đẹp nhất, lúc đó lúc bán tốt nhất. Thì nhìn chung cả nhà, thị trường dòng tiền như thế này là không đạt, cần thêm thời gian, nó có thể nó tích lũy và cần một cái mức dòng tiền cao hơn để cho nó bứt phá, nó đi lên ha. Trên thị trường không có cái thông tin gì mới, cũng không có cái thông tin gì xấu ha. Thông tin xấu cũng không có. Thì Trong giai đoạn hiện nay thì tôi nghĩ thị trường nó cũng lình xình thôi. Và phiên qua được cái là nó vượt được cái mốc 1100, mốc tâm lý 1100, nó tốt cái đó. Và thị trường chỉ cần dòng tiền cải thiện là ok, nó sẽ mạnh dần lên. Nhưng mà ví dụ như hôm nay cái lực mua lên, cái dòng tiền mua lên yếu thì thị trường rất khó tăng. Và bây giờ dường như canh cuối giờ kéo lên tạo ra cái chênh lệch lớn trong phiên. Trong giai đoạn dòng tiền thấp như thế này nha, cái việc mà sử dụng margin độ cao là phải hết sức cẩn thận. Cuối năm những cái dòng tiền đáo hạn này kia đó có thể nó làm cho cái dòng tiền trên thị trường thấp một chút, nhưng mà tôi nghĩ phải chờ đợi một cái vùng tích lũy thành công, rồi lúc đó gia tăng cái khối lượng lớn lên là cũng được. Bây giờ hơi sớm. Đó, cái kiểu như thế. Thì như hôm nay cũng không có thông tin gì nhiều để nói ha. Thành ra đó là chúng ta chỉ có biết chờ đợi thị trường phản ứng như thế nào thôi ha. Cái thông tin mà ông Charles Munger đó qua đời á, thì chúng ta thấy là một người đầu tư giá trị, tài sản của ông hiện nay
chắc cũng 2,5 tỷ đô đó, một người đầu tư giá trị và cũng khá nổi tiếng trên 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 thế giới không, người ta xem như là một cái cánh tay phải của cụ Warren Buffett đó. Thì đầu tư giá trị ấy, có nghĩa là gì? Là người ta tính cái suất hoàn vốn đầu tư một cách chắc chắn. Ví dụ như một cái cổ phiếu có giá 10.000 đồng. Ví dụ như thế. Ví dụ như năm nay lợi nhuận của công ty ròng đó, sau khi trừ hết các quỹ đồ này kia đó, ví dụ lợi nhuận 1.000 đồng với EPS như thế, thì cái chiết khấu của cái năm đó nó còn, cái giá trị đầu tư nó còn là 9.000, và ví dụ như năm tới nó 1.200 thì nó còn 7.800 chẳng hạn đó, kiểu đầu tư giá trị như thế. Cái dòng lợi nhuận về và tính trên những cái năm hoàn vốn đầu tư theo cái phương pháp chiết khấu dòng tiền như vậy. Thì đầu tư giá trị vì sao nó là một cái đầu tư mà nó lớn nhất? Bởi vì những cái quỹ, ví dụ như các công ty bảo hiểm, các công ty bảo hiểm họ có thu được cái tiền bảo hiểm thì họ đầu tư nó phải mang tính bền vững. Đầu tư giá trị thì mang tính bền vững như thế, chứ không có đầu cơ đánh bạc như chúng ta, như thị trường chứng khoán Việt Nam chúng ta. Đầu tư dựa trên cái suất hoàn vốn thật của doanh nghiệp và đầu tư dài hạn, kiểu như thế. Rồi anh em, sáng nay cũng không có thông tin gì mới, thành ra cũng không có gì để nói. Rồi thôi, hôm nay nói vài phút ha. Chúc anh em đầu tư thành công ha. Rồi, xin cảm ơn.